Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nghệ sĩ Linh Tâm U60 hai đời vợ sống tha hương 15 năm. 15 năm định cư hải ngoại, Linh Tâm đau đầu nỗi nhớ quê nhà. Nam nghệ sĩ cũng có tổ ấm mới tại Mỹ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng vợ cũ. Nghệ sĩ Cẩm Thu, nghệ sĩ Linh Tâm vừa trở về nước diễn kết hợp thăm gia đình từ lâu năm nay. Do dịch bệnh kéo dài, anh không thể trở về Mỹ đoàn tụ cùng vợ con. Hơn nửa năm qua, anh chủ yếu quanh quẩn trong nhà và phụ con cháu. Nhìn tôi vậy thôi chứ sống rất an phận và không đua đòi. Cuộc sống vật chất dù không dư thừa nhưng cũng không đến mức thiếu thốn quá. Cuộc sống này chỉ cần đủ khi bản thân ta cảm thấy no đủ. Dịch bệnh cũng là thời điểm để mỗi người biết nhìn lại và sống thay đổi cho hợp hoàn cảnh, anh nói với Vietnamnet. Có quốc tịch Mỹ đã lâu, Linh Tâm trong vài năm gần đây thường xuyên về Việt Nam tài ngộ khán giả. Nam nghệ sĩ cũng vừa trải qua mùa giỗ tổ ngành trên sân khấu trong nước. Anh xúc động khi có dịp hồi ngộ, hàn huyên cùng anh em đồng nghiệp sau nhiều năm xa cách. Linh Tâm bộc bạch, điều anh tiếc nuối nhất trong quãng đường làm nghề là xa khán giả một khoảng thời gian quá lâu. 15 năm qua, anh lựa chọn sang Mỹ định cư cùng gia đình. Cuộc sống ổn định nhưng nam nghệ sĩ hối tiếc khi chót rời bỏ sân khấu trong nước. Khi quyết định xa quê, tôi chỉ nghĩ đơn giản, đã là nghệ sĩ, phục vụ rộng khắp, khát hát cho khán giả mọi miền nghe, nhưng tôi không ngờ con đường đó lại khiến mình khó lòng quay trở lại. Giả như có thể làm lại, tôi chỉ hy vọng mình được sống trọn vẹn đời nghệ sĩ quê hương, anh nói. Nơi đất khách quê người, Linh Tâm vẫn nuôi dưỡng tình yêu với nghề. Anh tự làm phòng thu riêng tại nhà, luyện giọng mỗi ngày, trau dồi kỹ năng và biểu diễn phục vụ kiều bào. Nam nghệ sĩ bảo người nghệ sĩ sống ở nước ngoài vẫn rất khao khát, được hát thật nhiều. Tiếc rằng điều kiện kinh tế không cho phép họ thực hiện ước mơ đó, ngẫm lại sự nghiệp của mình, Linh Tâm phần nào cũng hài lòng vì đã làm tròn bổn phận của người nghệ sĩ. Trên sân khấu, anh nổi danh là chàng tiếp độc gắn liền với vai Điệu Cáng Trợ Khanh. Linh Tâm đôi lúc tủi thân vì khán giả ghét từ những vai diễn mình tham gia, song bù lại, nam nghệ sĩ an ủi và vai diễn thành công ghi dấu trong lòng khán giả mộ điệu cải lương. Người ta thích đóng vai hiền đi được khán giả thương, còn trời phú cho tôi hóa thân được nhiều dạng vai, nên đụng độ vào tôi nhận vai đó. Trong nghệ thuật, nếu ai làm kép chính, hào quang đẹp đẽ về mình sau một vở diễn có thể trọn vẹn nhất, nam nghệ sĩ nói. Gần bước sang ngưỡng 60, Linh Tâm vui vẻ vì sức khỏe ổn định. Nhiều năm qua, anh ý thức giữ gìn sức khỏe, hạn chế bia rượu, thuốc lá và giữ tinh thần lạc quan, vui sống. Nhờ tập gym, yoga, nam nghệ sĩ cũng có vẻ ngoài phong độ, giọng hát được giữ gìn tốt, Linh Tâm nói. Tôi còn sức khỏe lắm, đi hát chắc phải 30 năm nữa mới thôi. Linh Tâm từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ, nữ nghệ sĩ Cẩm Thu, cả hai quen nhau ở đoàn cải lương Sông Hàn. Khi còn là những người nghệ sĩ trẻ, nảy sinh tình cảm từ các vở diễn, họ nhanh chóng kết hôn và trở về với nhau, hai con là Linh Tý và Thu Tâm. Cuộc sống gần 30 năm, cuộc hôn nhân của Linh Tâm Cẩm Thu vẫn được nhiều sự ngưỡng mộ của bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả. Những tượng tổ ấm cả hai vững bền thì cuộc đời những khúc quanh khiến họ đứt cảnh giữa đường. Hai người ly hôn không phải vì mâu thuẫn hay hết yêu mà do nhiều nguyên nhân khác. Linh Tâm bảo duyên nợ giữa anh và vợ cũ chỉ đi được một đoạn đường nên đành chấp nhận. Khi chia tay, anh ra đi với đôi bàn tay trắng, số tài sản tích góp được nhiều năm anh để lại cho vợ nuôi các con. Nam nghệ sĩ cũng mất thời gian để chữa lành vết thương lòng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dẫu chia tay nhiều năm, Linh Tâm và Cẩm Thu vẫn dành sự trân trọng, xem nhau như những người tri kỷ. Cẩm Thu là người vợ hiền hậu, hết lòng vết dạ vì chồng con. Ngày trước, cô ấy luôn đứng phía sau, hỗ trợ hết mình để tôi được lên bước lên đỉnh cao danh vọng. Nhờ có hậu phương vững chắc, tôi mới được lòng khán giả đến như hôm nay, nam nghệ sĩ nói về vợ cũ. Hiện tại, mỗi người đều có cuộc sống riêng, trong khi nghệ sĩ Cẩm Thu hạnh phúc bên chồng danh nhân, Linh Tâm cũng tìm được tổ ấm nhỏ của trường mình. Anh gặp gỡ và kết hôn cùng với một người phụ nữ quê miền Tây tại Mỹ, xuất phát từ trong một lần mỏi mỏi. Tìm một chỗ dựa nơi đất khách quê người, cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định xây dựng gia đình cùng nhau. Tôi đi đến nơi với nhau khiến cả hai đều mong có một mái nhà. Hai con lớn của tôi biết và rất thương hai em ở Mỹ, tôi cảm thấy hạnh phúc vì chúng hòa thuận với nhau.
Với hai con riêng, nam nghệ sĩ vẫn dành thời gian quan tâm, bảo ban dẫu họ đã lập gia đình, trong đó con trai Linh Tì nối nghiệp của hoạt động nghệ thuật. Trong khi nam nghệ sĩ thường xuyên định hướng góp ý chuyện nghề, Linh Tâm thấy vui vì cả hai con đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.